Ladies and gentlemen. Chúng tôi vui mừng chào đón các bạn đồng nghiệp và quý vị đã đến Bangkok, Thái Lan từ ngày 24 đến 28 tháng 1, 2018. It is our pleasure to welcome you to attend the 19th General Assembly of the Confederation of ASEAN Journalists, CAJ, to be held in Bangkok, Thailand, from January. Hội đồng do Liên đoàn các nhà báo Thái Lan, một trong những thành viên tích cực của Liên đoàn các nhà báo ASEAN.